Để ta coi ai bọn trộm đồ ăn ta hổng gài. Chiến này no bụng rồi. À, bắt quả tang đồ ăn trộm. Xem ngươi chạy đâu cho thoát. Chạy lẹ. Đứng lại cho ta. Ôi da. Ha, sao không chạy đi con heo tên. À, đau quá đi. Và đây là quá trình tiến hóa của một con người biến thành con khủng long bạo chúa nè. Phải nhét cục pin vào trong túi một cái mới được, sau đó mới kéo hai cái tay lên chùm cái đầu lại, rồi dùng cái tay kéo cái xăng tia lên nghe. Mình đã bật cái nút bơm hơi ở trong con khủng long lên rồi, bây giờ mình chỉ cần đi tới đi lui tập thể dục gọn gàng để mà chờ con khủng long biến thành bạo chúa nữa thôi nghe. Nắm cái đầu của nó lội lên mới được, sao mà nó lâu bự quá. Xong rồi nè các bạn, nó biến thành khổng lồ rồi nè. Ui, cái cửa buồng nhỏ quá, đi ngược lại. Bây giờ các bạn đã biết con khủng long to lên như thế nào chưa? Mẹ ơi, heo đẻ rồi. Hả? Để mẹ ra coi. Mèn đét ơi, mấy con heo nó đẻ rồi mà mình không hay luôn. Ta nói mấy con heo ú nao ú nần luôn. Còn đây là mẹ của nó nè. Người có cái thân hình nõn nà này là mẹ của một chục đứa con đó nghe. Cha của nó ngày xưa là con heo bò, cho nên có một số đứa giống cha, mình mẩy có đốm đen luôn nghe. Nhìn tụi nó nhồi mẹ của nó kìa. Ta nói nghe, cái này phải ăn nhiều vô chứ sao chịu nổi.